Chào mừng các cậu đã quay trở lại với What You Wear Cartoon cùng với series The Amazing World of Gumball. Ở video lần này, tớ sẽ không nhắc tới nhân vật chính Gumball, mà tớ sẽ cho các cậu tìm hiểu những điều thú vị về một người còn to hơn thế. Đúng vậy, to theo nghĩa đen luôn. Xin giới thiệu Richard Watterson. Và các cậu cũng đừng quên ghé qua Fan Store để sắm cho mình một chiếc áo Gumball thật đẹp nha. Hiện tại đơn hàng áo Gumball và Ice Bear đầu tiên của chúng tôi đã được gửi đi rồi. Thật sự xin lỗi các cậu vì sự chậm trễ trong khâu xử lý và giao hàng. Chúng tôi chắc chắn sẽ cải thiện sớm. Những bạn nào đã nhận được hàng rồi thì có thể cho chúng tôi xin ít feedback trên trang Fan Store cũng như ở phần bình luận để chúng tôi có thể cải thiện được sản phẩm và cho ra được mặt hàng ưng ý nhất nhé. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Còn giờ thì cùng vào với video thôi. Let's go! Nếu để giới thiệu về Richard thì có thể tóm gọn được trong 3 chữ: ăn và ngủ. Nói vậy thôi chứ thực sự tớ không có tìm được từ thứ ba nào nữa cho người đàn ông siêu lời này cả. Dù sao thì hãy cùng tớ tìm hiểu những điều thú vị về Richard nào. Sự thật đầu tiên, giống như Anais, Richard cũng là một chú thỏ. Nhưng trái lại với con gái của mình, Richard lại mang một thân hình đồ sộ cùng bộ não tỷ lệ nghịch với thân hình của mình. Richard có một đôi tai dài và thẳng, đặc trưng cho loài thỏ, cùng với ba cái râu đen ngắn ở mỗi bên mặt. Ông còn có một chiếc nọng cằm chảy đến cổ rất đặc trưng. Sự thật thứ hai, mặc dù Richard là một người thất nghiệp, ăn không ngồi rồi ở nhà, nhưng ông vẫn luôn xuất hiện với một bộ đồ đúng chất dân công sở, với chiếc quần dài màu nâu, áo sơ mi trắng, cùng chiếc cà vạt đen trông rất chỉnh chu. Còn khi ngủ thì ông luôn diện cho mình một bộ pyjama màu xanh nhạt, hoặc đôi khi là trần trụi hoàn toàn. Sự thật thứ ba, ở season 1, Richard được thiết kế khá vuông vắn. Đôi mắt cũng có hai con ngươi đều dài, nhưng đến phần thứ hai, Richard được thiết kế trông có vẻ nhiều não hơn phần trước. Đôi mắt được vẽ tròn hơn, tai ngắn hơn và bờ mông thì rõ ràng hơn rất nhiều so với phần 1. Nếu so sánh về hình ảnh thì Richard ở phần 1 trông có vẻ ngố hơn phần 2. Nhưng các cậu đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Thực chất ở bên trong ông, ở cả 6 phần, bố Richard đều thực sự vô địch về sự ngốc nghếch. Sự thật thứ tư, bình thường Richard có con ngươi màu đen. Nhưng trong một cảnh ở season 3 tập 1, The Kids, các cậu có thể thấy được một khoảnh khắc nhỏ mà Richard hóa thành màu xanh nước biển, một màu mắt khá quen thuộc của những người châu Âu. Sự thật thứ năm, Richard tuy ngố nhưng ông thực sự là một con người tốt bụng. Ông không thể chế giễu nổi ai vì ông cho rằng điều đó là rất xấu tính. Trong season 5 tập 21, The Cycle, khi ông thử chế giễu ba đứa con mình với những câu nói đùa tệ hại, ngay sau đó ông đã ôm chặt chúng và nói xin lỗi vì đã nói những lời như vậy. Sự thật thứ 6, Richard bị hói đến nỗi bóng cả đầu. Do xấu hổ vì điều này, Richard đã dán một cái băng màu hồng lên chỗ bóng để che nó đi. Nhưng thực sự thì làm thế thì ông Richard nhà ta vẫn hói. Mặc dù bị hói, nhưng ông không chịu chấp nhận sự thật này. Trong season 5 tập 22, The Stars, ông đã đến tiệm cắt tóc của Larry và bắt anh phải cắt một kiểu tóc thời thượng. Sự thật thứ 7, Richard có tên đầy đủ là Richard Buckley Watterson. Điều này đã được chính ông nói trong season 4 tập 33, The Roots, khi con vẹt nói sai tên của ông thành Richard Buckley. Sự thật thứ 8, Richard có một tâm hồn ăn uống hơn bất kỳ ai. Ông ấy có thể ăn được bất cứ thứ gì và còn ăn rất nhiều, đặc biệt là xúc xích. Trong phần 2 tập 29, The Game, khi Richard cùng cả nhà chơi sự thật hay thử thách, ông đã bốc được là ăn 100 cái xúc xích. Với Richard, đây là phần thưởng chứ không phải thử thách, và ông đã hoàn thành việc này trong chưa tới 1 phút. Hãy cùng xem tay của Darwin để biết Richard ăn như thế nào này. Ở cùng tập đó, chúng ta cũng có thể thấy Richard gần như hóa về bản năng hoang dã khi bị đói. Ông đã bay đến và ngoạm lấy Gumball trong bộ đồ thịt như một con thú. Nhưng với tâm hồn ăn uống như vậy, các giác quan của Richard được tăng đáng kể với đồ ăn. Như trong phần 3 tập 6, The Recipe, Richard có thể ngửi thấy cả một công đoạn làm ra cậu bé bánh mì Atom của Gumball và Darwin. Sự thật thứ 9, là một người trưởng thành nhưng Richard vẫn rất trẻ con. Ông luôn hành động như một đứa trẻ, tham gia vào mọi trò đùa ngu ngốc của hai anh em Gumball Darwin. Richard thậm chí còn tin vào ma và ông già Noel. Hay như trong season 1 tập 29, The Wand, Richard đã tìm được một chiếc đũa hình ngôi sao từ trong hộp ngũ cốc và ông đã thực sự tin đó là chiếc đũa thần. Cộng thêm những trò đùa tinh quái của anh em Gumball, Richard đã thực sự ra đường và phù phép bằng chiếc đũa nhựa đó. Sự thật thứ 10, Richard là một con người có khiếu hài hước rất tệ hại. Richard rất thích chơi khăm người khác và cười vào mặt họ, nhưng ông lại ghét việc người khác chơi khăm lại mình. Chính ông đã từng nói, "It's only funny when it happens to someone else." Nó chỉ vui khi mà việc đó xảy ra với người khác. Chính trong season 1 tập 14, The Prank, Richard đã chơi khăm hai đứa con của mình, nhưng khi bị hai anh em chơi khăm lại thì ông lại tỏ ra khá tức giận, thật đáng xấu hổ cho một người bố mà. Sự thật thứ 11, nguồn gốc bệnh lười của Richard là do mẹ của ông, bà Jojo. Ngay từ khi còn bé, bà đã quá bao bọc Richard, không hề cho ông động vào chuyện gì
và ngăn cấm các hoạt động của Richard và biến ông thành như hiện nay, như đã thấy trong phần 2 tập 19 The Authority. Nhưng may sao, Richard đã gặp được Nicole. Cô đã thay đổi Richard từ người không làm bất cứ việc gì trở thành một người toàn làm những việc vô bổ. Nhưng thôi, có còn ăn không, nhỉ? Sự thật thứ 12, bố của Richard là ông Frankie Watterson. Ông đã bỏ nhà ra đi từ khi Richard còn nhỏ với lý do đi mua sữa. Và Richard vẫn luôn tin vào chuyện này cho tới tận phần 4 tập 5, The Signature. Sự thật thứ 13, dù có một cơ thể khá đồ sộ, nhưng Richard vẫn có một chút tâm hồn của thiếu nữ bên trong và chờ trực được bộc lộ ra ngoài. Như trong phần 2 tập 40, The Final, hay trong phần 3 tập 32, The Safety, Richard luôn tán thành việc cải trang thành phái nữ và trông ông có vẻ tận hưởng điều này. Cho tới phần 6 tập 2, The Lady, Richard còn lén lút cải trang thành một người phụ nữ trung niên để bầu bạn với những người phụ nữ trung niên khác. Chính Richard cũng tự bộc bạch rằng ông ấy đôi khi không thoải mái khi là đàn ông. Có lẽ cái họ gầy lót của ông Robinson đáng ra phải là của Richard mới đúng. Sự thật thứ 14, Richard tuy ngông nghếch nhưng ông lại biết nói tiếng Tây Ban Nha. Và trong phần 2 tập 1, The Remote, Richard đã thực sự nói được một câu tiếng Tây Ban Nha khá dài. El gran final de la casa de las lágrimas. And just to make sure no one changes the channel, I've hidden the remote. Sự thật thứ 15, nếu các cậu để ý, khi mà Richard ở tuổi vị thành niên, ông có đeo nẹp răng với ba cái răng ở hàm trên. Nhưng đến khi trưởng thành thì chỉ có một cái duy nhất. Có lẽ sau khi nẹp, những chiếc răng đã thực sự thẳng hàng. Sự thật thứ 16, concept ban đầu của Richard được thiết kế là một chú chó màu xanh. Nhưng về sau, ông lại được điều chỉnh lại về một chú thỏ cho hợp với bộ phim hiện giờ. Thử nghĩ xem, nếu Richard được ra phim như một chú chó xanh, thay vì câu nói ngu như chó, chúng ta có thể sửa thành ngu như Richard. Sự thật thứ 17, Richard là một tài xế rất tệ hại, cùng với con xe cũng tệ hại không kém. Xe đã bị định vị sai, nhưng Richard luôn luôn lái xe theo cái định vị sai đó mà không hề mảy may để ý. Chiếc xe đã cùng Richard lên bờ xuống ruộng theo đúng nghĩa đen. Ở phần 2 tập 40, The Final, còn có một phân cảnh tổng hợp những tổ lái đi vào lòng đất của Richard. Điều này đã khiến ông và gia đình nhận khá vé phạt. Sự thật thứ 18, Richard có một chút tài lẻ ở thời trai trẻ, đó là chơi guitar. Ở cảnh flashback trong phần 3 tập 24, The Man, Richard đã đánh guitar và hát tặng Nicole bài I is for Incredible. Sự thật thứ 19, Richard to lớn và béo phì, nhưng điều này không có nghĩa ông yếu ớt. Ngược lại, Richard rất đỗi khỏe mạnh, như ở cuối phần 1 tập 14, The Prank, Richard khi đùa quá trớn, ông đã có thể đâm thủng những bức tường trong nhà để dọa hai anh em Watterson mà không hề hấn gì. Sự thật thứ 20, Richard có máu buồn ở vùng eo, đây là một vị trí rất nhạy cảm của ông, và Gumball rất thích chơi trò chọc vào chỗ đó khi Richard ngủ say. Việc này làm ông kêu lên những tiếng kêu khá là buồn cười. Sự thật thứ 21, Richard không phải là không kiếm được việc mà là ông không thể làm việc. Vì trong phần 2 tập 8, The Job đã cho ta thấy một khi Richard có việc, mọi thứ trong vũ trụ sẽ bị đảo lộn như nước chảy ngược, mọi thứ bay lên trời khi ông đi qua. Ngày biến thành đêm, các mùa trong năm bị hỗn loạn, tạo vòng lặp thời gian, hoán đổi vật chất vũ trụ và cuối cùng là phá hủy toàn cõi vũ trụ. Thứ duy nhất có thể cản việc này là đuổi việc Richard. Độ lời của ông đã gần như thành một sự hiển nhiên, một trật tự của tạo hóa rồi. Nếu mà cố thay đổi, nó sẽ gây ra rối loạn. Một điều nữa mà Richard không nên có việc vì ông thực sự tệ trong điều này. Hãy xem cách Richard ăn xơi một ít pizza của khách này. Sự thật thứ 22, nhân vật Richard được lấy cảm hứng từ người cha của Ben Buckley, ông Richard Buckley. Sự thật thứ 23, nhà Watterson đáng lẽ sẽ không khó khăn như vậy. Ở phần 2 tập 10, The Treasure đã tiết lộ, ở thời điểm 12 năm trước, khi mà Gumball còn nhỏ, Richard đã tốn một số tiền rất lớn. $25,950 cho công ty Stella Corporation để mua cái gì cậu biết không? Để mua một ngôi sao. Một ngôi sao đó. Richard đã dùng hết tiền tiết kiệm vào thời điểm đó để mua một thứ mà cách xa họ hàng trăm nghìn năm ánh sáng. Sự thật thứ 24, theo như Ben Buckley, Richard cao 1m88, trông khá cao so với thân hình to bự của ông. Sự thật thứ 25, mặc dù tin vào nhiều thứ vô lý như đũa phép, ông già Noel hay thậm chí là kỳ lân, nhưng Richard lại nghĩ rằng ngựa vằn là một con vật thần thoại. Sự thật thứ 26, có một điều khá thú vị ở Richard là khi ông ở thời trẻ và tuổi teen, ông có đến hai loại ria trên mặt, một loại là ria của thỏ, một loại nữa là ria mép của đàn ông. Về sau, ông đã cạo chúng đi để trông hiền hơn, nhưng trong phần 1 tập 18, The Refund, chúng ta còn có thể thấy Richard có khả năng gồng lên để râu mọc ra bất cứ lúc nào ông muốn. Richard mặc dù là một người cha ngốc, một người chồng vô cùng rồi nghề, nhưng Richard luôn luôn cố gắng vì gia đình của mình. Dành hết tình yêu thương, những điều tốt nhất cho những người con của mình. Dù nói thế nào thì Richard luôn là một nhân vật quan trọng, một cây hài số 1 của series.
Video đến đây là kết thúc. Nếu các cậu còn biết thêm điều gì thú vị về Richard thì hãy comment ở dưới nhé. Cảm ơn các cậu đã đón xem. Witch Weird out.